chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Homoto. Trong video hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn đời 2017, chạy đúng 80.000 cây, bảo dưỡng cực kỳ đều trong hãng luôn. Biển số rất là đẹp, biển số Sài Gòn ha, Lộc Phát. Bây giờ em sẽ quay một vòng xung quanh xe cho quý anh chị xem và sau đó đi vào chi tiết xe ha. Dạ rồi, trước mắt quý anh chị là chiếc Toyota Fortuner ha, bản G máy dầu số sàn, chạy đúng 80.000 cây. Bây giờ em quay một vòng xung quanh xe cho quý anh chị xem cái nước sơn ha. Nước sơn thì còn như mới vậy đó quý anh chị. Xe này là xe gia đình. Thường thì dòng này thì sẽ là dòng kinh doanh, mua để chạy kinh doanh đó. Thành ra là xe để kiếm được cái xe gia đình đi 80.000, đúng trước 80.000 như thế này thì rất là ít nhau quý anh chị. Xe này khách của em chạy gia đình, đổi xe mới, chiếc Toyota Rock đó, biển số Lộc Phát rất là đẹp ha. Bây giờ em sẽ đi vào bốn cửa cốp và capo cho quý anh chị xem nhé. Đây, bốn cái vỏ còn rất là dày nha. Em quay cái đát nè cho mình xem ha. Xe thì đầy đủ phụ kiện luôn nha quý anh chị, keo chỉ cửa ha. Xe thì bên em cam kết cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số zin ha. Xe đúng km nha quý anh chị. Anh chị xem cái chất xe thực tế là sẽ biết. Đây, các cái phím bấm nè. Đó, không hề mờ ha. Ốc cửa nè, không có dấu hiệu tháo mở ha. Xem rất cái xe rất là đẹp ha. Ở bên trong thì có đầu DVD, dán phim, che mưa, lót sàn, ghế da 3D nè, có camera hành trình nè, rồi rồi la phong trần, nẹp cửa trước sau, xe rất là đẹp nha, nước sơn còn rất là mới luôn. Anh chị, quý anh chị xem nè, có camera da luôn nha quý anh chị. Em quên đi cái cốp cho mình chứ. Biển số rất là đẹp luôn, Lộc Phát. Đó, anh chị xem ha, không có dấu hiệu tháo mở nha. Xe Fortuner máy dầu số sàn, để kiếm được cái xe mà máy dầu số sàn mà chất đẹp như thế này thì rất là hiếm. Xe mới về nha. Đây, cái bánh sơ cua nè, quý anh chị xem nha. Còn rất là dài nha. Đó. Xe bảo dưỡng đều, rất đều trong hãng luôn. Đây. Em quay hai cửa ha. Keo chỉ nha. Keo chỉ cửa còn zin nguyên nha, nguyên bản 100% từ nhà máy. Không mất một ly nào nha quý anh chị. Nội thất bên trong ha, em qua đây quay nhanh cho quý anh chị xem. Xe này thì phụ kiện đầy đủ luôn, cực kỳ nhiều luôn. Mình mua về là mình không có cần phải thêm phụ kiện gì nữa đâu. Có camera hành trình luôn. Xe này hồi trước là em bán ra cho anh khách, anh cũng đổi xe. Bây giờ em sẽ quay cái capo cho mình xem ha. Keo chỉ còn nguyên zin nguyên bản nha, từ nhà máy, nguyên zin 100% từ nhà máy luôn. Xe còn như mới nha quý anh chị. Máy nè, số rất là đẹp nữa. Đó, nội thất nè quý anh chị xem nè, nội thất như mới ha. Cô nè, đúng 80.000 nha quý anh chị. Xe khách em giữ rất là kỹ, có camera hành trình. Đây cái anh quý anh chị xem cái tần số ha. Mình thấy nè, đó. Rồi. Có Eco Power nè. Đó, quý anh chị xem nè, những cái phím bấm không hề bị mờ ha. Đó. Em quay cho quý anh chị xem. Xe rất là mới, rất là sạch.
và đẹp. Nó gần giống như chị đúng 80.000. Nhưng mà cái chiếc xe thì nó còn như mới vậy đó. Bây giờ em vô nổ máy cho quý anh chị nghe ha. Đó. Có đầu DVD nè. Có camera hành trình nè. Có Navi nè. Đó, chạy đúng 180.000 nha quý anh chị. Xe còn đăng kiểm nha, còn đăng kiểm, còn phí đường bộ. Người ta đang ở Hóc Môn tại nhà em nè. Dạ rồi. Đã tìm được vệ tinh. Xe cá nhân hiện tại em đang đứng ủy quyền lần thứ nhất nha. Xe còn giờ được ủy quyền thêm một lần nữa. Các cái phím bấm nè, anh chị xem nè. Đó, còn rất là mới ha, vô lăng nè. Còn rất là nhám ha. Máy dầu số sàn đời 2017, xe nhập Indo. Hiện tại giá bên em đang kêu là 780 còn thương lượng nha quý anh chị. Nếu mà anh chị muốn sở hữu chiếc xe này có thể gọi em qua số điện thoại 0908020426. Và nếu yêu thích video này xin hãy like, share và nhấn thông báo để ủng hộ Home Auto cũng như là ủng hộ em sau mai. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.